Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với series Hắc ám Tây Du của kênh giải trí tổng hợp. Ở hồi thứ 171 thì hoàng tuyển thế giới đã thành công đào thải Vạn Linh Cảnh và giết chết Thông Thiên giáo chủ. Tuy nhiên phần Hỏa Bì đã bài xích khi Diễm Thần miễn cưỡng tiến hành nhận chủ và tự hành biến mất. Ba người Tề Chiếu, Lãng Tâm, Kiếm Hào cùng với Tôn Ngộ Không đã đến Thương Lan thủy giới để cùng kết mình với họ. Từ đây câu chuyện về thần dụ sư Chi Bắc cũng được hé lộ và lôi kéo cả Vạn Thần Điện vào liên minh này. Cùng lúc đó, ba phe Hồng Hoang cổ giới, Diệt Thế Ma Quốc và Vạn Yêu Quốc cũng đã bắt đầu gặp mặt để tiến hành kết minh. Vậy mục tiêu tiếp theo của Liên minh Hoàng Tuyển Thế Giới là gì? Xin mời các bạn tiếp tục theo dõi hồi thứ 172 sau đây với tiêu đề Thiên Thủy Bát Hào. Hắc ám Tây Du hồi thứ 172, Thiên Thủy Bát Hào. Diệt Thế Ma Quốc tuy là gia chủ nhưng cũng không hề phô trương, chỉ có 3 người cùng đi theo 6 người của hai phe mới đến, cùng nhau đi vào một gian phòng trong Diệt Thế Cung. 3 người của Diệt Thế Ma Quốc theo thứ tự là Ma Vũ, cường giả cấp giới chủ, cùng Ma Kiếm Vạn Quân. Một người khác tên là Ma Dứ rất ít khi lộ diện, còn dùng áo choàng để che khuất khuôn mặt. Cứ như vậy, tổng cộng 9 người, tất cả đều tiến vào trong một gian phòng. Trong phòng này ngoại trừ một chiếc bàn và 4 băng ghế, cũng không còn có thêm gì khác. So với Thương Lan thủy giới, tiếp tục đó bọn người Tề Chiếu thì cũng thực sự quá mức đơn sơ. Chỉ có điều cũng không có ai quá đặt nặng về điều này. Trong đó Ma Võ ngồi ở vị trí chủ vị, Vạn Quân cùng Ma Dứ đứng ở phía sau của hắn. Tử Kỳ Lân Linh Uy cùng Phệ Linh Thôn Thiên Phật lần lượt ngồi ở hai bên. Phần Yên Long Thiên Tịnh Sa cùng Vũ Phàm Đạo Tăng cũng lần lượt đứng ở phía sau của bọn họ. Tốt rồi, mọi người đã đến đông đủ, chúng ta cũng nên nói về chuyện tam phương kết minh. Mà Vũ thấy Phệ Linh cùng Linh Uy có vẻ trầm mặc, liền cất tiếng. Phệ Linh Hòa Thượng vuốt vuốt chén trà trong tay rồi nói: lần này ba nhà chúng ta kết minh là rơi vào tình thế bắt buộc, bằng không thì kết cục của chúng ta chỉ là bị đào thải. Không nghĩ tới Phệ Linh Hòa Thượng mới mở miệng đã nói đến mức này, hơn nữa ngữ khí lời nói còn tựa như chém đinh chặt sắt. Diệt Thế Ma Võ cùng Vạn Yêu Linh Uy không hỏi, hơi có chút sững sờ, đều đưa ánh mắt dò hỏi nhìn về phía Phệ Linh. Phệ Linh Hòa Thượng lại có vẻ cũng không sốt ruột, từ từ thưởng thức ngụm trà, lúc này mới nói: về sự tình Chi Bắc, nhị vị đây chắc là cũng biết rõ đây chứ. Lời này ân tiết cứng rắn, Linh Uy cùng Ma Võ không khỏi sắc mặt đại biến. Ma Võ lập tức nói: chẳng lẽ Chi Bắc thế này đã xuất hiện, hơn nữa đã không phải là bên chúng ta. Linh Uy mặc dù không có nói chuyện nhưng sắc mặt cũng đã xám xịt. Phệ Linh Hòa Thượng gật đầu nói: trong Vạn Thần Điện cùng Thương Lan thủy giới đều có thần tín của lão nạp. Tin tức mà bọn họ truyền về rất rõ ràng đã chỉ ra Chi Bắc thế này đã xuất hiện ở Vạn Thần Điện. Hơn nữa còn được giới chủ của Vạn Thần Điện rất tín nhiệm, dưới một người mà trên vạn người. Thương Lan thủy giới chẳng biết tại sao cũng xuất hiện một nữ tử cũng có năng lực như vậy, tựa hồ cùng với Chi Bắc có chỗ liên quan. Phệ Linh Hòa Thượng vừa mới nói xong, toàn bộ gian phòng đều bỗng nhiên im lặng. Bất luận là Ma Võ hay là Linh Uy cũng không nghĩ tới sự tình đều đã bất lợi đến mức này. Theo như truyền thuyết dự ngôn sư Chi Bắc, ở trong loạn thế sẽ giáng lâm trong một phương chính nghĩa, hơn nữa sẽ trợ giúp cho thế lực này giành lấy thắng lợi trong trận chiến cuối cùng. Điều này cũng có thể lý giải là một phương còn lại không có xuất hiện Chi Bắc sẽ bị xem là tà ác, cuối cùng sẽ thất bại và bị đẩy khỏi vũ đài lịch sử. Chỉ có điều, đó chẳng qua cũng chỉ là truyền thuyết, mà nếu là truyền thuyết, vậy thì tính chân thật cũng chẳng hề đáng tin. Trong mắt những vị cường giả như bọn hắn, Chi Bắc xuất hiện cũng không phải như trong truyền thuyết. Trên thực tế, tại mỗi thần quốc đều có ghi chép lại lịch sử về Chi Bắc. Trong đó đã nói, Chi Bắc là một loại truyền thừa, hơn nữa vẫn luôn là nhất mạch đơn truyền. Ở thời kỳ thịnh thế hòa bình, bọn hắn sẽ tìm một nơi rừng sâu núi thẳm hoặc là danh sơn đại xuyên để ẩn cư, cũng chính là câu nói ẩn sơn Chi Bắc, mà mỗi khi loạn thế nổi lên, bọn hắn sẽ xuất thế. Hơn nữa, còn căn cứ theo thế lực mà chọn lấy một phương tiến hành hiệp trợ. Cho nên bất luận người thắng sau cùng là phương nào, thì cuối cùng lưu lại đều là thuộc về chính nghĩa một phương. Bởi vì lịch sử là do người thắng viết nên, Chi Bắc mặc dù chỉ là nhất mạch đơn truyền, nhưng lại chưa bao giờ đứt đoạn truyền thừa. Cũng là bởi vì bọn hắn có được sự ủng hộ của kẻ mạnh nhất thời đại. Trầm ngâm một lát, Linh Uy nói: tất cả mọi người đã biết về truyền thuyết Chi Bắc thì cũng tốt,
Tuy chúng ta không có được chỉ Bắc Tường trợ, phần thắng sẽ thấp hơn một ít, nhưng cũng không phải có nghĩa là chúng ta sẽ không có sức để đánh một trận. Vệ Linh Hòa Thượng nếu đã nói vậy, ta cũng muốn tỏ thái độ một chút. Vạn Yêu Quốc chúng ta từ Kỳ Lân nhất tộc còn có tứ phương linh thú, hơn nữa mấy vị huynh đệ còn lại của ta cũng đã thức tỉnh. Lúc này hộ tống ta đến đây tham gia tuần thiên giới thí luyện thì cũng có một vị huynh đệ của ta trong đó. Linh Uy nói ra lời này rất nhẹ nhàng, nhưng Ma Võ cùng Phệ Linh thì cảm thấy vô cùng chấn kinh, đặc biệt là Ma Võ, bởi vì Diệt Thế Ma Quốc cùng với Vạn Yêu Quốc vẫn luôn là minh hữu. Sự tỉnh tứ phương linh thú cùng mấy vị đại đế còn lại thức tỉnh, hắn cũng chưa từng được nghe qua một chút nào. Bởi vậy có thể thấy được đối với việc này, Vạn Yêu Quốc đã tuyệt đối giữ bí mật đến mức nào. Không nghĩ tới Vạn Yêu Quốc đã có được sức chiến đấu cường đại đến như vậy. Ma Võ thở dài tiếp tục nói, Linh Uy huynh đã thẳng thắn như vậy, ta đây cũng không muốn che giấu nữa. Diệt Thế Ma Quốc ta trăm vạn năm qua cũng không hề nhàn rỗi. Chúng ta không chỉ là chiếm được ba thanh mà chúc khí giới, hơn nữa càng là thành công thức tỉnh lại tam đại tử sĩ của Diệt Thế Ma Quốc. Chỉ có điều tam đại tử sĩ quá mức kinh thế hãi tục nên không thể đưa đến tuần thiên giới, nhưng chúng ta đã mang theo một thanh ma chúc giới khí đến đây. Ma Võ nói xong, Vạn Quân vốn là đứng ở phía sau hắn không nói một lời, rồi bỗng nhiên nghiêng người một bước tiến lên phía trước, đem trường kiếm treo ở trên lưng mang xuống, sau đó nói, kiếm này tên là Thất Tinh Long Uyên, giới khí ám ma thuộc tính. Hơn nữa, tên của ta là Vạn Quân, Vô Thượng Kiếm Tôn nhị đệ tử. Lời này đã khiến tất cả phải cùng nhíu mày. Bất luận là tên tuổi của Vô Thượng Kiếm Tôn hay là tên tuổi của giới khí cũng không phải là người bình thường có thể đạt được. Một kiện giới khí, hơn nữa còn là binh khí mà lại được đệ tử của Vô Thượng Kiếm Tôn sử dụng. Uy lực kia mà bộc phát ra thì quả nhiên là không cách nào tưởng tượng được. Vạn Yêu Quốc cùng Diệt Thế Ma Quốc cũng đã thể hiện thành ý cùng thực lực tàng ẩn của mình. Lúc này là đến phiên của Hồng Hoang Cổ Giới. Vệ Linh Hòa Thượng liền cười nói, Hồng Hoang Cổ Giới ta chẳng qua chỉ là một cao cấp thế giới, cũng không có linh thú thức tỉnh hoặc là thứ đồ kinh thế hãi tục như giới khí. Chỉ là nếu như chúng ta muốn cùng nhị vị đây liên minh, tự nhiên cũng phải có được vài phần lực lượng. Tịnh Sa, hãy mang thứ đó cho bọn họ nhìn xem. Vị hòa thượng râu quai nón đứng ở phía sau vươn tay gãi đầu rồi ôm ôm nói, điều này không tốt lắm đâu, ngài không phải đã nói sẽ để cái này để làm vũ khí bí mật sao? Vệ Linh Hòa Thượng cười lên hắc hắc, tuy là nói như vậy nhưng nếu không hiển lộ một ít thực lực cùng thành ý thì làm sao cùng nhị vị đây kết minh. Tịnh Sa Hòa Thượng thoáng chút trầm ngâm, sau đó nhìn mọi người liếc mắt, hai tay đột nhiên chắp lấy trước ngực, cao giọng hô lớn một tiếng Phật hiệu. Từ song trường ở giữa ngực, một đạo vầng sáng màu thủy lam bỗng nhiên xuất hiện, càng lúc càng kéo dài. Rốt cục, đạo hào quang màu lam đã rời khỏi song trường, lặng lặng phiêu phủ ở giữa không trung. Tịnh Sa mở miệng mãnh liệt thổi một hơi. Luồng khí này trực tiếp thổi tan đạo hào quang màu lam. Sau đó, một khối bia đá cao hơn 1 mét hiện ra tia sáng màu vàng nhàn nhạt. Cứ như vậy, xuất hiện ở trên lòng bàn tay của Tịnh Sa Hòa Thượng. Thiên bi vừa ra, ngoại trừ 3 người Hồng Hoang của giới, hai phe Vạn Yêu Quốc cùng Diệt Thế Ma Quốc cả 6 người đồng thời ngây ngẩn. Trong lúc nhất thời đã không còn suy nghĩ được gì nữa. Khi khối thiền bì xoay tròn được nửa vòng thì tất cả đồng thời thấy được mặt chính diện bia đá có khắc 6 chữ Chấn Giới Thiền Bì Chí Thủy Bát Hào. 8 chữ này phảng phất như 8 chuỗi búa tạ đập vào lồng ngực của 6 người. Đây là cái gì? Đây chính là Chấn Giới Thiền Bì. Thế gian tổng cộng chỉ có 9 khối, hơn nữa còn là từ sau khi Thương Thủy Giới bị diệt đã biến mất. Đây hoàn toàn có thể coi là một khối thiền bì vô chủ. Đương nhiên đó chỉ là câu chuyện cũ, hiện tại thì có lẽ nó đã có chủ nhân. Phút chốc khiếp sợ qua đi, Ma Võ cùng Linh Uy đồng thời thanh tỉnh, sau đó liếc mắt nhìn nhau, rồi không hề có bất kỳ dấu hiệu nào đột nhiên ra tay. Mà mục tiêu thì chính là khối Chấn Giới Thiền Bì trên tay của vị Tịnh Sa Hòa Thượng kia. Thân hình Linh Uy trực tiếp nhảy lên, đồng thời tay phải hóa trưởng, toàn thân nồng đậm yêu khí kịch liệt bốc lên. Trên lồng ngực trong lớp áo giáp, một cái hình xăm kỳ lân màu tím bỗng nhiên hiện hiện. Từ đó, nửa người bên phải của Linh Uy bỗng nhiên bị yêu khí nồng đậm bao bọc. Một đầu tử kỳ lân hoàn toàn do yêu khí ngừng tụ mà thành. Đầu tử kỳ lân kia cực kỳ hùng lệ chi khí,
mở ra huyết bồn đại khẩu, dính ngay trên hữu chảo của Linh Uy. Kỳ Lân Phệ, một tiếng hét to từ trong miệng Linh Uy phát ra, nhằm tới Tịnh Xa Hòa Thượng hùng hằng phóng tới. Linh Uy tốc độ cực nhanh, mà võ cũng không chậm trễ, cả người đã hóa thành một đoàn hắc sắc ma khí. Hơn nữa lập tức liền hướng về phía Tịnh Xa Hòa Thượng khuếch tán mà đi. Khi đầu tử Kỳ Lân vừa hình thành trên cánh tay Linh Uy, thì đoàn ma khí chính giữa thân hình mà võ cũng đột nhiên hiện lên. Nhưng khi hắn xuất hiện đồng thời, trên hai tay đã có thêm hai thanh loan đào có màu đen như mực. Không chút nương tay, nhắm tới Phệ Linh Hòa Thượng liền cắt ngang qua. Linh Uy cùng mà võ công kích có thể nói phối hợp hết sức ăn ý. Linh Uy có lực công kích rất mạnh, hơn nữa tử Kỳ Lân hình thành từ yêu khí kia, lực lượng rất lớn, dùng để công kích một kẻ đang cầm trấn giới thiền bì là vô cùng phù hợp. Mà đòn tấn công của ma võ thì có chiều hướng thiên về sắc bén, lực công kích tuy mạnh mẽ nhưng lại không quá bá đạo như Linh Uy, cho nên dùng để tấn công Phệ Linh Hòa Thượng cũng rất phù hợp. Theo Linh Uy cùng ma võ ra tay, phía sau bọn họ bốn người cũng nhào nhào xuất thủ. Chỉ có điều nhìn qua tổng cộng 6 người đồng thời động thủ, Phệ Linh Hòa Thượng chỉ là cười cười, bình tĩnh ngồi trên băng ghế, hơn nữa còn vô cùng khoan thai thưởng thức một ngụm trà nóng. Nhìn dáng vẻ của hắn, hoàn toàn là không để đòn tấn công của hai vị cường giả cấp bậc giới chủ vào trong mắt. Hơn nữa còn có thêm một người đang cầm trong tay giới khí. Đứng ở phía sau, Phệ Linh Hòa Thượng Vũ Phàm Đạo Tăng cũng không hề di chuyển, liền thấp như vậy cúi đầu xuống. Trong ba người của Hồng Hoang cổ giới, cũng chỉ có vị Hòa Thượng tay cầm thiên bi là có phản ứng. Tay trái nhấc lên trực tiếp vỗ vào thiên thủy đệ bát đang phiêu phù ở giữa không trung. Từ trong thiên bi bỗng nhiên xuất hiện một đoàn ánh sáng màu lam cùng những đạo bong bóng màu vàng nhạt. Mấy đạo bong bóng xuất hiện trong nháy mắt liền bắt đầu mở rộng, trực tiếp liền đem Tịnh Sao Hòa Thượng, Phệ Linh cùng Vũ Phàm Đạo Tăng bao phủ ở trong đó. Lúc này Tịnh Sao Hòa Thượng bỗng nhiên buông lỏng ra thiên bi, hai cánh tay duỗi thẳng, sau đó song trưởng một trước một sau đập xuống. Mấy đạo bong bóng kia bắt đầu xoay tròn tại chỗ. Mà lúc này Kỳ Lân Phệ của Linh Uy cùng hai thanh loan đao của ma võ cũng vừa vặn đã tới. Chỉ là đòn công kích của bọn họ đều không ngoại lệ, tất cả đều bị bong bóng thủy hệ xoay tròn kia gạt ra hết. Lúc này Tịnh Xa Hòa Thượng mới mở miệng, hắc hắc, thủy hoa thiên mạc quả nhiên không tệ, đã sớm biết các người cũng chẳng phải người tốt lành gì, còn muốn cướp đi thiên bi của ta. Lúc này trong lòng Linh Uy cùng ma võ sớm đã tràn đầy khiếp sợ, làm sao còn tâm trí mà nghe được Sao Hòa Thượng vừa nói gì. Bởi vì đòn công kích vừa rồi của hai người tuy không phải đã là mạnh nhất nhưng cũng tuyệt đối không đơn giản, đặc biệt là đầu tử Kỳ Lân do yêu khí tụ thành. Uy lực của một đòn này đủ để phá hủy mấy chục tòa đại sơn, vậy mà đập vào đạo kết giới kia cũng chỉ là thoáng một chút rung động mà thôi. Bất luận là lực phòng ngự của màn nước kia hay là tốc độ xoay tròn của nó đều tiêu hao rất nhanh đòn công kích của Linh Uy. Thậm chí Linh Uy còn có cảm giác nếu như mình còn không từ bỏ, khi thế công trên hữu chảo kia đã hết, chính mình chỉ sợ sẽ bị đánh văng ra ngoài. Mà Vũ ở bên kia cũng không khác gì, dùng hai thanh loan đao dĩ điểm phá diện, tuy so với Linh Uy tình cảnh tốt hơn một ít, nhưng nếu muốn đánh trúng Phệ Linh cũng là không thể nào. Một kích này bị cản lại, hai người sớm đã thành tỉnh. Mà theo đó, bốn người vạn quân ma dữ còn có phần Yên Long Thiên cũng đồng thời dừng lại. Bọn họ cũng không phải là kẻ ngốc, biết rõ lúc này đây tập kích đã thất bại, nếu như còn miễn cưỡng ra tay thì chỉ có thể tự đem đến thiệt thòi cho mình. Trong lòng tràn đầy tiếc nuối, Linh Uy tay trái hóa trưởng bỗng nhiên vỗ thẳng vào màn nước. Một trưởng này bàng bạc tuôn ra yêu khí mãnh liệt, kéo cánh tay phải đang bị màn nước hấp thụ yêu khí rút ra ngoài. Mà Vũ cũng nhanh chóng trực tiếp buông lỏng hai thanh loan đao phi thân trở ra. Thanh đao mất đi lực lượng của Mà Vũ gia trì, liền hóa thành hai đạo ma khí, trực tiếp hư không tiêu thất. Thế nào, trấn giới thiên bi này đúng là thật chứ? Nếu như không nắm chắc, lão nạp cũng sẽ không mang theo trấn giới thiên bi đến đây. Phệ Linh Hòa Thượng ra hiệu nói Tịnh Xa thu hồi thiên mạc, sau đó lại nhìn sang hai người Linh Uy lên tiếng. Lúc này, cả sáu người đều đã quay về vị trí cũ, nghe Phệ Linh Hòa Thượng ôn tồn nói, Linh Uy cũng chậm rãi nhấp một ngụm trà. Thật không nghĩ tới, Hồng Hoang cổ giới còn có được chí bảo bậc này. Nếu như vậy, địa vị của ba thế lực chúng ta sẽ hoàn toàn ngang hàng. Lần này, chúng ta có thể thẳng thắn để bàn bạc đến chuyện kết minh. Mà võ cũng ngồi ở trên ghế, trong tay đung đưa một thanh loan đao,
ngập tràn hắc khí, với vẻ mặt rất đăm chiêu. Sau khi Linh Uy nói xong, hắn chẳng qua là nhẹ gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Không vội không vội, lão nạp còn có một điều muốn nói. Tuy bằng vào thân phận của nhị vị đây, chuyện này có lẽ đã sớm biết được, nhưng tốt nhất là vẫn nên nói cho rõ ràng. Lúc này Ma Võ liền tiếp lời, người là đang ám chỉ hoàng tuyển thế giới cũng đã có được thiền bi đệ tam. Chuyện này chúng ta đều đã biết, vốn là vẫn còn lo lắng nếu như cùng hoàng tuyển thế giới khai chiến sẽ phải chịu thiệt thòi. Hiện tại nếu như quý quốc cũng có được một khối chấn giới thiền bi, tuy rằng bài giành có chút yếu thế, nhưng muốn dùng thiền bi để ngăn chặn thiền bi khẳng định là không thành vấn đề. Đến lúc đó chúng ta lại dốc hết toàn lực, kẻ thắng lợi cuối cùng nhất định sẽ thuộc về chúng ta đây. Không hổ là diệt thế ma quốc ma tự bối, quả nhiên không đơn giản. Không sai, lão nạp muốn nói cũng chính là chuyện này. Đến lúc đại chiến Tịnh Xa sẽ dùng đến chi thủy bát hào để chặn lấy hoàng thổ đệ tam, đám còn lại sẽ do chúng ta giải quyết. Hy vọng đến lúc đó mọi người cũng không còn giấu giếm thực lực nữa. Phệ Linh nói xong cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục. Về phần phân chia quyền lợi sau này, hồng hoang cổ giới của ta có thể không cần đến chấn giới thiền bi của hoàng tuyển thế giới, nhưng là ít nhất phải được đứng ở vị trí thứ hai trong cuộc thí luyện lần này. Hơn nữa, còn phải cùng với vạn yêu quốc cùng diệt thế ma quốc kết thành đồng minh vĩnh viễn, cộng đồng ứng đối sau khi kết thúc cuộc đại chiến này. Chỉ cần ba thế lực chúng ta đều dẫn đầu, hơn nữa cùng với một khối thiền bi kiếp được của hoàng tuyển thế giới, cùng với hồng hoàng cổ giới chúng ta được ban thưởng một khối, thì ba đại thần quốc chúng ta đều đã có được 5 khối chấn giới thiền bi. Như vậy, ưu thế về sau của chúng ta sẽ rất lớn. Phệ Linh nói những lời này có thể là rất có lý lẽ, từ bỏ lợi ích trước mắt để đổi lấy lợi tức về sau. Chỉ cần có thể cùng hai phe này đảm bảo liên minh vĩnh viễn, thì bất luận là về sau đại chiến có như thế nào, thì hồng hoang cổ giới chí ít sẽ không phải biến thành cá nằm trên thớt. Đối với lời này của Phệ Linh, Linh Uy cùng Ma Võ đều gật đầu đồng ý. Kỳ thật, bằng vào thân phận của họ hoàn toàn có thể thay mặt đại diện cho giới chủ. Hơn nữa, trước khi tiến vào tuần thiên giới thí luyện, kỳ thật, ba phe thế lực này đã từng nhen nhóm ý định kết minh. Ta nên có một việc muốn nói rõ. Lúc này đây, Thương Lan Thủy Giới, Hoàng Tuyển Thế Giới cùng Vạn Thần Điện, ba phe kết minh đã là điều chắc chắn. Mà căn cứ theo đại nhân vật kế hoạch, nhận được tin tức, Sáng Thế Thần Quốc cùng Hoàng Tuyển Thế Giới đã không còn hợp tác với nhau nữa. Nói cách khác, địch nhân lớn nhất của chúng ta chính là liên minh Hoàng Tuyển Vạn Thần Điện cùng Thương Lan Thủy Giới. Mà điều ta muốn nói chính là Phương Thốn Linh Giới. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, ngàn vạn lần không nên động tới bọn họ. Dù sao chúng ta chỉ cần ba phương thế lực, không cần tạo thêm phiền toái không cần thiết. Còn nữa, đại nhân vật kế hoạch còn truyền tới một tin và một món đồ vật, chính là phần hỏa cừu hào chấn giới thiền bi đã từng xuất hiện tại Vạn Linh Cảnh. Về sau, Vạn Linh Cảnh bị Hoàng Tuyển tiêu diệt, phần hỏa bi chẳng biết vì sao đột nhiên mất tích, mà món đồ vật kia chính là cái này đây. Nói xong, Linh Uy nhấc tay lên, một tờ địa đồ rất kỹ càng cũng đã xuất hiện trên mặt bàn. Phần này địa đồ liếc nhìn qua không có gì đặc biệt, nhưng trên đó có ký hiệu và ghi rất rõ ràng vị trí của Vạn Yêu Cung, Diệt Thế Ma Quốc, Vạn Thần Điện, Hồng Hoàng Cổ Giới, kể cả Hóa Lôi Tổ Giới cùng với Vạn Linh Cảnh cũng đều có ở trong đó. Cái này dĩ nhiên là địa đồ của tuần thiên giới. Khi nhìn thấy tấm bản đồ này, cả đám người Ma Võ cùng Phệ Linh không hề kích động hưng phấn, mà là cảm thấy sợ hãi. Vạn Yêu Quốc đại nhân vật kế hoạch quả là khủng khiếp. Tuy Diệt Thế Ma Quốc cũng có người tham gia vào kế hoạch đại nhân vật, nhưng danh tính của những người này tuyệt đối được giữ bí mật, ngoại trừ giới chủ và một số người thân tín mới biết được thân phận thực sự của bọn họ. Vốn là Vạn Yêu Quốc kế hoạch đại nhân vật Ảnh Tử Tam Hào vì cứu Yêu Vô Mộng đã hy sinh. Cũng bởi vì việc này, Diệt Thế Ma Quốc mà Diệt Thiên còn chê cười Vạn Yêu Vương Tàng Giới một thời gian rất dài, cho rằng Vạn Yêu Quốc kế hoạch đại nhân vật cũng không được thành công như mình. Nhưng đến bây giờ xem ra, Ma Diệt Thiên hẳn là đã đánh giá thấp Vạn Yêu Quốc. Đệ Tam Hào Ảnh Tử cũng đã là nội thành thành chủ. Vậy còn số 1 và số 2 thì sao? Hiện tại có thể khẳng định là bọn họ cũng đã theo đám người Hoàng Tuyển Thế Giới đi vào tuần thiên giới. Hơn nữa rất có thể còn có được địa vị rất quan trọng. Nếu không thì cũng không có khả năng lấy được một phần địa đồ hoàn chỉnh của tuần thiên giới.
Vạn Yêu Quốc cùng Diệt Thế Ma Quốc thực hiện kế hoạch đại nhân vật, có lẽ là từ hàng trăm vạn năm trước liền đã bắt đầu. Trong khoảng thời gian này, tứ đại thần quốc cùng tứ đại cao cấp thế giới đã nghĩ ra trăm phương ngàn kế để cài vào thân tín, mật thám, mua chuộc, thậm chí còn tìm cách thành thân với những nhân vật quan trọng, rồi đem những hài tử mới hạ sinh, từ lúc nhỏ đã bồi dưỡng thành gián điệp cùng nằm vùng. Mặc dù trong mỗi thế lực đều có nội gian của những thế lực khác ở trong đó, nhưng không có bất kỳ thế lực nào có thể làm được như Diệt Thế Ma Quốc cùng với Vạn Yêu Quốc. Có thể nói cho đến bây giờ, mỗi một thế lực đều đã có nội gian của Vạn Yêu Quốc cùng với Diệt Thế Ma Quốc, thậm chí còn là một trong 10 người có địa vị cao nhất tại đó, có được sự tín nhiệm và vị thế rất cao. Kế hoạch đại nhân vật chính là bên trong thế lực của kẻ khác phải đem nội gian của mình bồi dưỡng và nâng đỡ để tạo thành một nhân vật lớn có địa vị và tiếng tăm. Như vậy thì khả năng bị hoài nghi sẽ rất ít, đồng thời sẽ còn biết được rất nhiều tin tức có giá trị. Đương nhiên, dưới tai mắt cài cắm của các thế lực, đại khái từ khoảng 20 vạn năm trước, kế hoạch đại nhân vật này đã được biết đến. Do đó mỗi thế lực đều lần lượt tiến hành những cuộc thanh trừng. Tuy nhiên, vẫn không thể loại bỏ tất cả tai mắt, nhưng cũng góp phần ngăn chặn được dã tâm của hai phe Vạn Yêu cùng với Diệt Thế. Cho nên, trước khi diễn ra tuần thiên giới thí luyện, hầu như tất cả các thế lực đều là đồng thời lại một lần nữa tiến hành thanh lọc nội bộ. Thế nhưng có một điều mà không ai dám nghĩ tới, chính là nội gián của Vạn Yêu Quốc hiện tại đã có thể bằng vào thực lực cùng địa vị mà tiến vào tuần thiên giới thí luyện. Đặc biệt là Hoàng Tuyền Thế Giới được tiếp xúc với địa đồ của thuần thiên giới, tổng cộng cũng chỉ có mấy người, đó là Tề Chiếu Tô Ngộ Không, Diễm Thần, Lãng Tâm Kiếm Hào, Minh Vạn Kiếp, Ngũ Đại Chiến Tướng cùng với Tử Tĩnh. Trừ lần đó ra, cũng liền chỉ có Phương Thốn Linh Giới đạo chuẩn là biết được một phần. Chỉ có điều, bản địa đồ của đạo chuẩn vẫn luôn giữ ở bên mình, chưa bao giờ cho bất kỳ kẻ nào khác xem qua. Không hổ là Thanh Đế, đứng đầu Ngũ Phương Đại Đế từ Kỳ Lân Linh Uy, quả nhiên hảo thủ đoạn. Nếu như đã có bản đồ này, thì ưu thế của chúng ta sẽ tăng thêm một điểm. Tiến có thể công, lui có thể thủ. Cho dù bọn hắn cũng là Tam Phương Liên Minh, cho dù bọn hắn cũng có Chấn Giới Thiên Bì, cho dù bọn hắn có Chỉ Bắc Tường Trợ, nhưng chúng ta vẫn có cơ hội thắng rất cao. Hơn nữa, kế hoạch đại nhân vật Diệt Thế Ma Quốc ta cũng không phải là không có chút thành quả nào. Ha ha, đến lúc đó bổn tọa cũng sẽ cho các người xem một màn kinh hỉ. Nghe được Ma Võ nói vậy, Vệ Linh Hòa Thượng bất giác giật mình. Kế hoạch đại nhân vật của bọn họ vậy mà đã đạt đến được mức độ như vậy. Ngay cả ở Hoàng Tuyền Thế Giới, toàn bộ là trạng thái linh hồn cũng đều có được một người địa vị cực cao nằm vùng. Hơn nữa, còn biết rõ mọi người của Thương Lan Thủy Giới đều là nhất tộc Minh Thủy Long. Hơn nữa lúc này đây đến tuần thiên giới, có thể nói đều là hoàng tộc. Vậy mà, đã có ít nhất là hai kẻ nằm vùng. Đây chẳng phải đã nói hồng hoàng cổ giới của ta cũng là như vậy sao? Thậm chí có thể là... Sự tình phía sau, Vệ Linh Hòa Thượng đã không còn dám tưởng tượng nữa. May mắn, mình đã lựa chọn hợp tác cùng với bọn họ. Mặc kệ Vệ Linh Hòa Thượng trong nội tâm kinh hãi như thế nào, khi Linh Uy lấy ra địa đồ tuần thiên giới, thì việc trao đổi kế hoạch tiếp theo đã thuận lợi hơn rất nhiều. Vốn là Vạn Yêu Quốc cùng với Diệt Thế Ma Quốc dự định, sau khi chống lại hung thú công thành, lần thứ ba liền sẽ tiến công Vạn Thần Điện. Nhưng hiện tại xem ra, kế hoạch này đã không còn khả thi nữa. Bởi vì Vạn Thần Điện đã có được Chi Bắc trợ giúp, vậy rất có thể cũng đã sớm tính ra kế hoạch của phe mình. Mà thậm chí là ngay cả thời gian hung thú công thành lần thứ ba cũng đã biết. May mắn lần này cùng với Hồng Hoang cổ giới kết minh. Đến lúc đó, tam phương hợp lực chống lại lần thứ ba hung thú công thành cũng không phải là việc gì quá khó khăn. Chỉ có điều, đây cũng không phải là phương pháp ổn thỏa nhất. Nếu tất cả cùng phái ra đội ngũ đến Diệt Thế Cung để chống lại hung thú công thành, thì nhân số phòng ngự tại Hồng Hoang Cung cùng Vạn Thần Cung tuyệt nhiên là đại suy yếu. Đối phương đã có hai gã dự ngôn sư, thậm chí trong đó Chỉ Bắc đã là thần dụ sư. Nói như vậy, Hồng Hoang Cung cùng Vạn Yêu Cung cũng sẽ gặp nguy hiểm. Tam phương thế lực tạm thời đã thương thảo xong đại bộ phận của kế hoạch, liền chỉ còn lại vấn đề về việc khi hung thú công thành chỉ cần thuận lợi vượt qua lần này thì về sau sẽ chẳng còn kẻ nào dám tùy tiện mạo phạm. Cùng lúc đó, Liên minh Hoàng Tuyền Thế Giới cùng với Thương Lan Thủy Giới, Vạn Thần Điện hiện tại còn đang thương thảo,
cũng chính là đang bàn đến một lần công thành cuối cùng của hùng thú. Quẻ tượng của ta biểu hiện hùng thú công thành diệt thế cung lần thứ 3 sẽ diễn ra sau 3 ngày nữa. Hơn nữa lần này đây, uy thế sẽ vượt xa 2 lần trước. Lúc này cũng chính là cơ hội cuối cùng để chúng ta tạo ra điều kiện thuận lợi cho cuộc đại chiến sắp tới. Chỉ cần chúng ta có thể thừa dịp hùng thú công thành phát động tập kích, bọn chúng vội vàng không kịp chuẩn bị, nhất định sẽ tạo thành tổn thất thật lớn. Thậm chí, cho dù chiếm lĩnh một vương cung điện cũng không phải là không có khả năng. Tuy chúng ta không thể đoạt được cung điện của bọn họ, nhưng chỉ cần có thể giết được nhiều thêm một người cũng là quá tốt. Mấy lời này của Chi Bắc khiến tất cả mọi người ở đây nhãn tình đều sáng lên. Lần thứ 3 hùng thú công thành băng vào một mình diệt thế ma quốc tuyệt đối là ngăn cản không nổi. Như vậy bọn hắn tất nhiên sẽ tìm đến liên quân trợ giúp. Nhưng bất luận là phương nào trợ giúp cho bọn hắn thì khả năng phòng ngự của thế lực đó tuyệt đối sẽ bị suy yếu. Đến lúc ấy, chính mình hợp lực 3 phe mỗi bên xuất động 15 người. Vậy cũng khoảng chừng 45 người. Chỉ cần không đến tìm diệt thế ma quốc đang chống lại hung thú, còn lại vạn yêu quốc cùng với hồng hoang cổ giới thì tuyệt đối là ngăn cản không nổi. Chỉ cần hành động lần này thành công đạt đến thắng lợi cuối cùng, quả thực là dễ như trở bàn tay. Chủ ý này quả không sai. Kế tiếp, chúng ta hãy thương lượng một chút, khi hung thú công thành diệt thế ma quốc thì chúng ta sẽ tấn công phe nào trước. 3 ngày sau, diệt thế ma quốc chính thức nghênh đón lần thứ 3 hung thú công thành. 2 lần tấn công trước, kỳ thật diệt thế ma quốc tổn thất cũng không lớn. Lần thứ nhất chỉ có thể coi là tiểu đả tiểu nháo, bằng vào ma võ thực lực cường đại cấp bậc giới chủ, còn có vạn quân cầm trong tay giới khí thất tinh long uyên. Ở lần thứ nhất hùng thú công thành cũng chỉ có một người chết trận cùng 3 người trọng thương mà thôi. Mà lần thứ hai hùng thú công thành tuy so với lần thứ nhất hung ác hơn rất nhiều, nhưng vẫn nằm trong phạm vi chống đỡ được của diệt thế ma quốc. Với 2 người tử vong, 4 người trọng thương thì lần thứ hai cũng nhanh chóng qua đi. Diệt thế ma quốc 36 người, hiện tại cũng chỉ còn 29 người. Hơn nữa ma võ cũng đã đại khái nắm được tình huống khi 3 lần hùng thú công thành như thế nào. Cường độ của lần thứ 3 hùng thú công thành sẽ gấp 5 lần so với lần thứ 2. Cho nên ma võ biết rõ, nếu như chỉ dựa vào một mình sức lực của diệt thế ma quốc, cho dù có thể chống nổi lần thứ 3 hùng thú công thành, vậy cũng tuyệt đối sẽ phải chịu tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Cho nên, đối với việc Hoàng Tuyền, Thương Lan Thủy Giới cùng Vạn Thần Điện kết minh, ma võ trong lòng kỳ thật vẫn cảm thấy tương đối may mắn. Bởi vì khi ba phe này kết minh đã khiến cho Vạn Yêu Quốc cùng với Hồng Hoang Cổ Giới cảm thấy bị uy hiếp. Cho nên bọn họ nếu như không muốn bị đám liên quân kia tập trung đào thải ra khỏi tuần thiên giới, vậy nhất định phải cùng với diệt thế ma quốc liên hợp. Nói cách khác, đối mặt với lần thứ 3 hùng thú công thành, trừng phạt diệt thế ma quốc, thì Vạn Yêu Quốc cùng Hồng Hoang Cổ Giới cũng phải góp một phần công sức vào trong đó. Trừ diệt thế ma quốc còn lại 29 người toàn bộ phải đều tham chiến. Vạn Yêu Quốc cùng Hồng Hoang Cổ Giới thì lần lượt mỗi bên phái ra 10 người để đến đầy viện trợ. Diệt thế ma quốc đương nhiên 10 người này cũng không có thực lực mạnh mẽ như Vũ Phạm Đạo Tăng hay là Vạn Quân, nhưng đương nhiên cũng không phải là kẻ yếu. Dù sao được tuyển chọn để tham gia vào tuần thiên giới thí luyện thì toàn bộ đều là một phương cường giả tiếng tăm lẫy lừng. Đã có thêm 20 cường giả gia nhập, mà võ lập tức có thêm niềm tin vững chắc. Cho dù lần thứ 3 hùng thú công thành có cường hãn hơn nữa thì vẫn có khả năng chống lại. Tuy 49 người này nếu nói sẽ không có thương vong là tuyệt đối không có khả năng, nhưng cũng có thể đem tổn thất giảm xuống đến mức thấp nhất. Chỉ có điều mà võ trong thâm tâm vẫn còn cảm thấy có chút lo lắng. Vạn Yêu Quốc vốn là 36 người, kỳ thật đến bây giờ cũng chỉ còn lại có 29 người. Bởi vậy, sau khi phái ra 10 người để trợ giúp cho diệt thế ma quốc, lực lượng còn lại để bảo vệ Vạn Yêu Cung cũng liền chỉ còn lại 19 người. Tuy 19 người này đều là những kẻ mạnh nhất của Vạn Yêu Quốc tham gia cuộc thí luyện lần này, nhưng dù sao với nhân số đó vẫn sẽ gặp phải bất lợi. Hơn nữa liên minh Hoàng Tuyển Thương Lan còn có thần dụ sư Chi Bắc tồn tại, nhất định sẽ nhằm vào lúc này mà có hành động. Hơn nữa, Hồng Hoang Cổ Giới tuy nhân số nhiều hơn một chút, chưa kể còn có một khối trấn giới thiên bì, nhưng cũng không thể nói Hồng Hoang Cổ Giới nhất định sẽ không có chút sơ hở nào. Hồng Hoang Cổ Giới vốn là còn lại 31 người, phái đi 10 người viện trợ cho diệt thế ma quốc, còn lại 21 người trấn thủ Hồng Hoang Cung.
Có thể nói lúc này đây, tình thế Diệt Thế Ma Quốc bị hùng thú công thành sẽ khiến cho ba phương thế lực đều rơi vào nguy hiểm. Chỉ cần một lần sơ sẩy, rất có thể sẽ bị mở ra chấn giới thiên bi, thậm chí sẽ gặp tai họa ngập đầu. Nhìn đám hùng thú mãnh liệt xông tới, Ma Võ tự trong đáy lòng không khỏi âm thầm thở dài. Bất kể như thế nào cũng nhất định phải sống qua thời khắc này đây. Bằng không thì ba phe thế lực của bọn hắn rất có thể sẽ bị xóa tên. Các huynh đệ chuẩn bị chiến đấu để cho đám súc sinh này nếm thử một chút mùi vị tử vong là gì. Lần thứ ba hùng thú công thành đã bắt đầu. Bên kia, Liên Quân Hoàng Tuyền, Vạn Thần Điện, Thương Lan Thủy Giới cũng đã bắt đầu chuẩn bị tốt mọi thứ để tấn công. Trên thực tế, kể từ ngày ba người Tôn Ngộ Không đến Thương Lan Thủy Giới cùng Chi Bắc đại biểu cho Vạn Thần Điện, bọn họ cũng đã vạch ra một loạt kế hoạch tiếp theo. Hơn nữa, dưới sự trợ giúp, Tê Chiếu còn ở trong Thương Lan Cung đã thành lập nhất tọa truyền tống trận. Khi Chi Bắc tự mình thông qua truyền tống trận để xuất hiện ở trước cửa Hoàng Tuyền Cung, Tê Chiếu, Lãng Tầm Kiếm Hào, thậm chí là ngay cả Tôn Ngộ Không cũng đều phải chấn kinh. Bởi vì Chi Bắc cũng không phải thông qua khả năng bình thường để thành lập truyền tống trận, mà là dùng năng lực dự báo cường đại đã tìm được vị trí của Hoàng Tuyền Cung. Sau đó, ở tại Thương Lan Cung cũng đã thành lập nên một tòa truyền tống trận. Cuối cùng lại đem hai tòa truyền tống trận chẳng hề liên quan gì đến nhau cho liên kết lại. Một màn này đã khiến cho đám người Tề Chiếu phải một phen kinh hãi. Đây chính là thực lực của Chi Bắc sao? Điều này chẳng phải đã nói, chỉ cần Chi Bắc nguyện ý, hắn có thể bằng vào năng lực này để di chuyển và thành lập truyền tống trận tại bất kỳ đâu mà hắn muốn. Cũng may mắn người này là bằng hữu, nếu không, đến khi xảy ra đại chiến trong cung điện của mình, đột nhiên xuất hiện truyền tống trận của địch nhân, đến lúc đó quả thực là 10 phần hung hiểm. Lần này Hoàng Tuyền Thế Giới để lại 16 người để trấn thủ Hoàng Tuyền Cung, còn 20 người dưới sự dẫn dắt của Tê Chiếu thông qua truyền tống trận lại trở về Thương Lan Thủy Giới, rồi lại một lần nữa bước lên truyền tống trận để đi tới Vạn Thần Cung. Mà bên Vạn Thần Cung thì đã chuẩn bị xong xuôi từ rất sớm. Lúc này đây, tham dự chiến đấu đồng thời cũng là 15 người, trong đó lấy thần tôn Hà Đồ cầm đầu. Phía sau hắn là một vị nam tử, người mặc một thân áo giáp tên là Phá Quân. Đứng cạnh hắn thì là một vị nam tử toàn thân khí tức nho nhã, cầm trong tay một thanh bạch chỉ phiến. Khi đám người Hoàng Tuyền Thế Giới cùng Thương Lan Thủy Giới toàn bộ thông qua truyền tống trận xuất hiện ở Vạn Thần Cung, còn không đợi Chi Bắc đứng ra giới thiệu, Vạn Thần Điện thần tôn Hà Đồ đã dẫn người đi ra. Trước tiên là hướng về phía Chi Bắc thì lễ một lần, sau đó lại nhìn về phía Tề Chiếu có chút khom người, lúc này mới mở miệng nói: "Tại hạ Vạn Thần Điện Hà Đồ, vị này chính là Phá Quân, đây là Phong Khê. Vạn Thần Điện 15 nhân sĩ đã chuẩn bị hoàn tất, tùy thời liền có thể xuất phát." Sau đó tam phương thế lực giúp nhau giới thiệu qua tên tuổi, chủ yếu là Hà Đồ, Tề Chiếu cùng với Tề Dạ, ba người cùng nhau thương thảo qua một chút. Dù sao kế tiếp rất có thể sẽ trải qua một trận đại chiến, nếu bởi vì còn chưa quen thuộc lẫn nhau mà xảy ra điều gì thất thố thì quả thật là đáng tiếc. Một canh giờ sau, Hoàng Tuyền Thế Giới 20 người, Thương Lan Thủy Giới 15 người, cùng Vạn Thần Điện 15 người, tổng cộng 50 người, cứ như vậy âm thầm xuất phát từ Vạn Thần Cung. Mục đích của 50 người này đến tối ngày hôm ấy, đúng lúc là khi lần thứ 3 hùng thú công thành Diệt Thế Ma Quốc. Diệt Thế Ma Quốc 49 vị đỉnh cấp cường giả, hơn nữa còn có Ma Võ, một cường giả cấp bậc giới chủ, thêm vào Vạn Quân cầm trong tay giới khí mà bình thất tình Long Uyên. Đối mặt với hàng ngàn dã thú điên cuồng lao nhanh đến, vẫn là có chút kinh hồn bạt vía. Vạn Quân cầm trong tay thất tình Long Uyên, tản ra ngập trời ma khí, chính là người xung trận đầu tiên. Cuộc chiến chống lại hùng thú công thành rốt cục đã bắt đầu. Một bầy xông lên đầu tiên, toàn bộ đều là một loại hùng thú rất giống với Tê Giác. Trên đầu hai cái sừng sắc bén, một dài một ngắn, giống như là có thể đâm toạc cả không gian, mang theo lực lượng điên cuồng ầm ầm ập tới. Hơn nữa toàn thân đều bị một tầng dày đặc giác chất bao bọc vô cùng chắc chắn. Tổng cộng hơn 300 đầu Tê Giác loại này, nhưng mang đến cảm giác giống như là thiên quân vạn mã đang ầm ầm xông tới, tuyệt đối là không kém chút nào. Diệt Thế Ma Quốc 49 người cứ như vậy, như là mấy hòn đá trong cơn hồng thủy, lập tức đã bị đàn hùng thú kia bao phủ. Nhưng cũng chính lúc đó, từ trong bảy hùng thú dần dần bắt đầu nổ tung từng đoàn huyết hoa.
Rất nhanh, 49 người kia liền đã ở trong bầy hung thú hiện ra thân hình. Hơn nữa mỗi người đều dùng chính mình làm trung tâm, tạo ra một vùng trống rỗng từ 7 đến 8 mét. Cuối cùng 49 người này vậy mà từ trong bầy thú tạo ra hai hàng ngang trống trải. Nếu như ở trên không nhìn xuống, có thể phát hiện tất cả mọi người lúc này đã là chia ra hai hàng trước sau. Một hàng phía trước ngăn cản lấy bầy hung thú đánh chính diện. Một hàng phía sau cũng tựa lưng sát vào để tấn công đám hung thú từ phía sau. Kỳ thật, hiện tại phương pháp này cũng không hề hoàn mỹ, bởi vì cách làm như vậy tuy có thể tiêu hao lượng lớn hung thú đang đánh vào đợt thứ nhất. Nhưng nếu như kế tiếp, bầy hung thú thành công bao vây lại từ 4 phương 8 hướng, thì kết quả duy nhất chính là diệt vong. Chỉ có điều 49 người này, dù sao, cũng đều là tối đỉnh cường giả, mà bọn hung thú kia cũng không đến nỗi quá mạnh mẽ như vậy. Tuy trong đó cũng có khoảng 10 đầu hung thú là cấp bậc đỉnh phong chí tôn, nhưng còn lại đại bộ phận vẫn chỉ là 8 văn chí tôn hoặc là cửu văn chí tôn. Số lượng tuy rằng khổng lồ, nhưng thực lực cũng không phải tuyệt đối quá mạnh. Kỳ thật lần này, đám hung thú kia công thành, mục đích lớn nhất không phải là muốn đào thải diệt thế ma quốc, mà là đang cố gắng làm tiêu hao nhân số của bọn họ. Hung thú công thành dù sao cũng chỉ là một loại trừng phạt, chứ không phải là muốn triệt để đào thải. Bằng không thì thứ mà đám người diệt thế ma quốc phải đối mặt cũng sẽ không hề đơn giản đến như vậy. 49 người dựa vào sức mạnh cường đại của bản thân đã trải qua giai đoạn gian nan nhất. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, lúc này đây, hung thú công thành cũng không phải là chuyện gì quá đáng sợ. Mà trong 49 người này thì 3 người vạn quân tay cầm giới khí ma binh Thất Tinh Long Uyên cùng Ma Vũ và Long Thiên là có biểu hiện xuất sắc nhất. Có thể nói đội hình này dưới sự công kích ào ạt của hung thú mà không có dấu hiệu tan vỡ chính là nhờ sự có tồn tại của 3 người bọn họ. Trong đó vạn quân cùng Ma Vũ lần lượt đứng ở hai đầu, mà Long Thiên thì là đứng ở chính giữa. Vạn quân cầm trong tay Thất Tinh Long Uyên, mỗi một lần chém ra đều mang theo mảng lớn tinh quang. Hơn nữa, mỗi một lần chém chết một đầu hung thú, huyết dịch chảy ra đều biến thành một tia sáng màu đỏ, hội tụ vào trong Thất Tinh Long Uyên. Mà theo vạn quân đổ sát, số lượng càng lúc càng nhiều. Phía trên Thất Tinh kiếm, ánh sáng huyết khí màu đỏ cũng càng ngày càng thịnh. Thanh kiếm này tuyệt đối là cực phẩm trong ma binh, không chỉ có thể mượn nhờ tinh thần chi lực, càng là có thể trong chiến đấu hấp thu thôn phệ máu tươi của địch nhân đã chết, từ đó trả lại tự thân. Trong đó thì một bộ phận sẽ ở lại bên trong để nuôi dưỡng một đầu ác ma. Cho nên, tuy phải chống đỡ với hàng ngàn hung thú, nhưng khí thế của vạn quân càng lúc càng thịnh. Hơn nữa, mỗi một lần kiếm khí chém ra cũng càng lúc càng lớn mạnh. Nếu như không phải là bởi vì sợ liên lụy đến những người xung quanh, chỉ sợ vạn quân cũng sớm đã một mình một kiếm vọt vào giữa bầy hung thú, điên cuồng giết chóc. Trên thực tế, bây giờ vạn quân đã sắp mất đi lý trí, nội tâm của hắn hoàn toàn bị giết chóc, cùng dục vọng khát máu xâm chiếm hoàn toàn. Mà theo như kế hoạch ban đầu, chính là khi vạn quân đạt tới cực hạn, tất cả mọi người sẽ phải lập tức rời xa hắn, sau đó lần lượt từng người xông ra ngoài, bộc phát sức mạnh. Đương nhiên, mục đích làm như vậy không phải là để mở ra một đường máu đào tẩu, mà là cố gắng tránh khỏi phạm vi công kích của vạn quân. Một khi vạn quân nhập ma thì hoàn toàn không còn biết phân biệt địch ta nữa. Ma Võ mặc dù không có điên cuồng như vạn quân, chỉ có điều phương thức công kích của hắn cũng hết sức quỷ dị. Vừa mới bắt đầu, cả người liền hóa thành một đại đoàn khói đen, sau đó bắt đầu hướng về bảy hung thú kia bao phủ lấy. Tất cả các loại hung thú khi bị màn xương màu đen này bao phủ qua, bất luận thực lực mạnh hay yếu, chỉ cần 3 nhịp hô hấp về sau, tất cả đều hóa thành một bộ xương trắng tán lạc trên mặt đất. Cho nên Ma Võ ở bên này, mặc dù không có sát khí bức người kinh thiên động địa như vạn quân, nhưng tuyệt đối cũng khiến cho người ta vừa nhìn thấy đã khiếp sợ. Chỉ có điều, đám hung thú kia dường như chẳng thèm để ý đến, đôi mắt cứ đỏ ngầu, cứ thế ầm ầm xông vào đoàn hắc vụ. Bất luận nói như thế nào, tốc độ đổ sát của Ma Võ tuy không phải nhanh nhất, nhưng ngoại trừ cảm giác quỷ dị, còn khiến cho người ta cảm thấy hết sức nhẹ nhõm. Những người khác thì đều là toàn thân đẫm máu chiến đấu hăng hái, mà hắn lại như là đang ăn cơm uống trà nhẹ nhõm tự tại. Đương nhiên, tư thái bình thản như vậy không hề chỉ có Ma Võ, mà còn có một người khác, đó chính là Long Thiên. Long Thiên cũng không có thay đổi gì, hắn chẳng qua là liền như vậy đứng ở tại chỗ, đồng thời một mặt bình thản nhìn qua bốn phía.
mà chung quanh hắn quả thật xuất hiện không dưới 30+ đầu long hồn, hình thái màu sắc đều không giống nhau, trên dưới trái phải cứ thế tung bay. Những đầu long hồn kia chỉ to từng bằng cánh tay nhưng lại dài đến 7-8 mét. Long Thiên vậy mà có thể điều khiển nhiều long hồn như thế để tiến hành chiến đấu. Hơn nữa nhìn qua, mặc dù chỉ là hồn phách, không có khả năng tấn công gì cường đại, nhưng nhìn số lượng hung thú bị nó đoạt mạng, so với vạn quân cũng chẳng hề kém cạnh một chút nào. Dùng bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy, chính là có một số long hồn khi xuyên qua một con hung thú về sau, thì con hung thú kia sẽ đột nhiên co rút, hoặc là đột nhiên nổ tung, hoặc là đột nhiên héo rũ, hoặc giả sẽ lập tức biến mất. Dưới sự công kích điên cuồng của ba người họ, xem tình thế này thì mấy ngàn hung thú kia rất có thể sẽ bị 49 người này tàn sát không còn. Hiện tại đến giờ phút này vẫn chưa ai bỏ mình, hơn nữa toàn bộ đều vẫn bảo trì được sức chiến đấu nhất định. Khi trước cửa Diệt Thế Cung đã trọn vẹn ngã xuống hơn 2000 thi thể hung thú cùng với 3 bộ thi thể của liên quân, thì Ma Kiếm Vạn Quân rốt cuộc đã không cách nào áp chế được ma ý trong nội tâm của mình. Sau một tiếng gào thét, lập tức bộc phát một đạo ma khí hình trụ phóng lên tận trời, sau đó trong giây lát hướng về bốn phía bộc phát lan tỏa. Trong tiếng rống giận dữ của vạn quân, tất cả mọi người cũng đã hướng về bốn phương tám hướng nhanh chóng tản đi. Còn những đầu hung thú dữ tợn kia vừa cảm nhận thấy ngập trời ma khí về sau, chẳng những không có tứ tán mà ngược lại càng thêm điên cuồng khát máu, tất cả đều muốn phát điên, toàn bộ xông vào tấn công vạn quân. Lúc này trên chiến trường còn dư lại trọn vẹn có hơn 2000 đầu hung thú. Khi cảm nhận được đám hung thú có hành động như vậy, sắc mặt của Ma Võ lập tức trở nên hết sức khó coi. Vạn quân nhập ma đã sớm là một kế hoạch tốt, thế nhưng bầy hung thú kia đột nhiên bạo động thì hoàn toàn không ai ngờ tới. Vì sao đồng thời đều nhắm vào vạn quân? Chẳng lẽ là bởi vì vạn quân quá mạnh mẽ, đã cường đại đến mức để cho bọn chúng toàn bộ phải liên hợp lại? Không đúng, khẳng định là không đúng. Đám dã thú này cũng sớm đã rơi vào trạng thái điên cuồng, ngoại trừ giết chóc, chỉ sợ căn bản cũng không còn biết đến những thứ khác. Đã như vậy thì khả năng này tuyệt đối không thể xảy ra. Mặc dù trong lúc nhất thời đối với tình huống hiện tại không có manh mối gì, nhưng có một điều mà Võ phải tính đến, đó chính là không thể để cho vạn quân xảy ra chuyện. Tuy vạn quân sau khi nhập ma thực lực sẽ tăng lên rất lớn, nhưng phải đồng thời đối mặt hơn 2000 đầu hung thú hoàn toàn đang rơi vào trạng thái điên cuồng thì tuyệt đối là hữu tử vô sinh. Giờ khắc này Ma Võ thật sự là sốt ruột, ai cũng có thể chết, chỉ có vạn quân thì không thể chết. Một tiếng gào thét tựa như từ nơi sâu thẳm u minh từ trong miệng Ma Võ phát ra, đoàn hắc vụ trước đó cũng đột nhiên khuếch trương ra ngoài, trong chớp mắt đã lan tràn ra tới phạm vi ngoài ngàn mét. Tuy màn sương mù màu đen kia nhìn qua đã phai nhạt đi rất nhiều, nhưng chẳng ai dám coi thường năng lực kinh khủng của nó. Vạn quân, ngươi không thể chết được, dù liều mạng của ta cũng không thể để cho ngươi chết. Cùng lúc với Ma Võ, trên người Long Thiên lại một lần nữa xông ra 70-80 đầu long hồn, hơn nữa tất cả đều hướng về phía vạn quân vọt tới. Đối với vạn quân mà nói, giờ phút này trong ý niệm của hắn, ngoại trừ giết chóc, đã không có bất kỳ tâm tình nào khác nữa. Không chỉ là ma khí trên thất tinh long uyên sôi trào, mà ngay cả bản thân vạn quân cũng đã bị một đoàn ma khí bao bọc ở trong đó. Chỉ là loại trạng thái này cũng không duy trì thêm được bao lâu, sau một nhịp hô hấp đã toàn bộ tràn vào trong thân thể của hắn. Lúc ấy, trên người vạn quân lại nhiều thêm vô số đạo đường vân thần bí đen kịt. Đường vân kia trực tiếp xuất hiện ở phía ngoài da, hai mắt màu đỏ thẫm, khiến cho hắn lúc này nhìn qua trông rất quỷ dị. Hơn nữa, đường vân màu đen kia nhìn vào vậy mà cùng với đường vân màu đỏ của vạn thần điện tế hãn trông tương đồng. Chỉ là nếu nhìn thật kỹ thì vẫn có thể nhận ra một ít khác biệt. Thời điểm này, 108 đầu long hồn của Long Thiên cũng đã như thiểm điện xuyên thẳng qua vô số hung thú xuất hiện ở chung quanh vạn quân, nhưng cũng không tới quá gần. Long Thiên biết rõ vạn quân sau khi nhập ma là sẽ đáng sợ đến độ nào, cho nên những đầu long hồn kia cũng phải giữ một khoảng cách nhất định, cố gắng không để cho số lượng quá nhiều hung thú đồng thời đến công kích vạn quân. Ở bên kia, một đoàn hắc vụ của Ma Võ cũng đã đến. Cũng giống như Long Thiên, Ma Võ cũng không tiếp cận quá gần, chỉ ở khoảng cách 500m bắt đầu tiêu hao bớt số lượng hung thú. Đã có hai đại cường giả giúp hắn ngăn trở một bộ phận rất lớn. Chung quanh vạn quân tuy vẫn còn có đến 500-600 các loại hung thú điên cuồng tấn công, nhưng bằng vào thực lực sau khi nhập ma cũng không gây nên áp lực quá lớn. Ngược lại,
Theo số lượng xác chết càng ngày càng tăng lên, sức chiến đấu của vạn quân cứ thế từng bước gia tăng. Những người còn lại vốn đang chạy tứ tán cũng lập tức quay trở lại phạm vi, cố gắng giúp cho vạn quân tiêu hao nhiều nhất có thể. Rất nhanh, dưới sự phối hợp của tất cả mọi người, hung thú tuy càng thêm điên cuồng nhưng số lượng thì đang không ngừng giảm bớt. Theo như tình huống hiện tại, nếu muốn tiêu diệt hết bọn chúng sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian. Lúc này mà Võ bỗng nhiên hạ xuống mệnh lệnh này cũng khiến cho hắn phải hối hận một quãng thời gian dài, bởi vì hắn đã phát ra hiệu lệnh để cho mọi người giảm đi cường độ tấn công, phải ưu tiên để bảo tồn lực lượng của mình. Hơn nữa, mà Võ biết rõ liên quân của Hoàng Tuyền thế giới nhất định sẽ thừa dịp cơ hội này mà xuất thủ. Giải quyết xong đám hung thú cũng không có nghĩa là cuộc chiến đã xong. Cho nên mệnh lệnh vừa ra, ngoại trừ vạn quân đã nhập ma, tất cả mọi người đều giảm dần nhịp độ lại, vừa phòng ngự vừa né tránh. Hơn nữa dần dần đã thu nhỏ phạm vi chiến đấu lại. Cuộc chiến vẫn tiếp tục, mà giờ khắc này, trước cửa Diệt Thế Cung, đám hung thú còn lại đã chỉ có hơn 1.000 con. Mà Diệt Thế Liên Quân cũng mất đi một mạng người, hơn nữa còn có 3 người bị trọng thương, đã mất đi sức chiến đấu. Do đó, Ma Võ liền biến thành hắc khí để bảo hộ lấy. Mà vạn quân lúc này cũng thông qua đại lượng giết chóc toàn thân ma khí, cùng dục vọng khát máu, cơ hồ đều đã đạt đến trạng thái đỉnh phong. Hiện tại, mỗi một đòn của hắn cũng có thể nháy mắt giết chết một đầu hung thú. Ngay lúc Ma Võ vừa mới thở dài một hơi, định đưa 3 người bị trọng thương để trở lại Diệt Thế Cung nghỉ ngơi. Ở đây, tất cả 7 hung thú bỗng nhiên cùng một lúc đột ngột dừng lại. Biến cố này phát sinh quá đường đột, làm tất cả mọi người đều không thể đoán trước được. Thậm chí, ngay cả vạn quân đã nhập ma đều là không khỏi phải dừng tay lại. Lúc này đám hung thú kia bị những người khác xua đuổi cùng dụ dỗ, đã có đại bộ phận đều quay lại về phía vạn quân. Hơn nữa bọn chúng tựa hồ là đối với vạn quân đặc biệt có hứng thú. Tuy cũng sẽ công kích những người khác, nhưng nếu như đối phương tiến hành né tránh thì bọn chúng sẽ trực tiếp quay người hướng về phía vạn quân chạy tới. Cho nên hiện tại còn hơn 1.000 đầu hung thú, có trọn vẹn 700 con tập trung vây lấy vạn quân. Mà khi những con hung thú này bỗng nhiên ngừng lại, Ma Võ trong lòng bỗng nhiên xẹt qua một cảm giác rất bất an, cơ hồ là theo bản năng trực tiếp bỏ lại tất cả, dùng tốc độ nhanh nhất hướng về phía vạn quân lao tới. Ngay lúc mà Vũ biến thành hắc vụ, ở đây tất cả hung thú đồng thời ngẩng đầu, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Tiếng dài âm trong có chứa vô tận, không cam lòng cùng oanh liệt, làm cho người ta nghe được cũng bất giác trong lòng run lên. Sau đó, trong ánh mắt không thể tin của tất cả mọi người, những con hung thú kia thân thể bỗng nhiên bắt đầu kịch liệt bành trướng. Hơn nữa lực lượng có vẻ đang tập trung, hội tụ vào trong người. Cái bộ dáng này tựa hồ không giống như là đang chuẩn bị chiêu thức uy lực gì, mà là có vẻ là muốn tự bạo. Tất cả mọi người toàn lực phòng ngự, khốn kiếp, những con hung thú này muốn tự bạo. Không biết là ai cao giọng hô lớn một câu, lập tức khiến cho tất cả mọi người đều bừng tỉnh. Tự bạo, nếu đúng là như vậy, ở đây trọn vẹn hơn 1.000 con, ít nhất đều là cấp bậc 8 văn chí tôn trở lên. Uy lực kia căn bản đã vượt ra khỏi sức tưởng tượng. Chỉ có điều, cũng không phải tất cả mọi người đều tiến hành phòng ngự. Giờ khắc này ở đây, tất cả toàn bộ đều thi nhau hiển lộ ra thần thông. Những kẻ vốn là am hiểu phòng ngự, hoặc là có được pháp bảo gì đó ở trong người, đương nhiên là lựa chọn toàn ngực phòng ngự. Còn những kẻ khác thì cũng phải tận lực phô diễn hết khả năng. Có cường giả thiên về thổ thuộc tính thì lập tức liền tế ra thổ thuẫn rồi độn thổ xuống lòng đất. Người có được năng lực phi hành cường đại thì là lập tức phóng lên trời bay đi. Còn có một số kẻ khác thì dùng đến tốc độ nhanh nhất mà hướng về phía Diệt Thế Cung nhanh chóng chạy vội. Đương nhiên giờ khắc này tất cả mọi người đều hiển lộ ra chân chính thực lực của mình. Đàn dược pháp bảo, thứ đồ vật cho dù tốt đến thế nào đi chăng nữa thì cũng phải còn mạng mới có thể dùng được. Tuy phản ứng của đám người này đã rất nhanh, nhưng tốc độ tự bạo của 1.000 đầu hung thú kia còn muốn nhanh hơn. Tới lúc đám hung thú ngừng lại rồi ngửa mặt lên trời gào rú, đến khi bạo tạc nổ tung, trong chuyện này tối đa cũng chỉ có 3 nhịp hô hấp. Nếu như dưới tình huống bình thường, chỉ với khoảng thời gian này, mọi người ở đây coi như là không am hiểu về phi hành, chỉ ít cũng đủ để lập tức bay ra xa đến cả vạn mét. Thế nhưng, đó chỉ là nói đến tình huống bình thường. Hiện tại là đang ở chiến trường, hơn 1.000 đầu hung thú, tất cả đều điên cuồng giống nhau tích xúc năng lượng trong cơ thể mình. Mỗi một con hung thú đều dùng chính mình làm trung tâm,
tạo thành một cái vòng xoáy năng lượng. Cho nên mọi người ở đây, đừng nói là cấp tốc phi hành, coi như là muốn vận chuyển linh lực của bản thân, đều đã bị ảnh hưởng rất lớn. Hơn nữa, tất cả hung thú trước khi tự bạo một khắc cuối cùng này, lại đem tất cả lực lượng của bọn chúng đều sâu chuỗi lại với nhau. Hết hồi thứ 172, xin mời các bạn nhấn nút đăng ký để tiếp tục theo dõi hồi thứ 173. Để biết thêm thông tin chi tiết về lai lịch hình thiên khoa phụ Ma Vương Sivu, xin mời quý vị và các bạn theo dõi video được dán link tại phần mô tả. Các bạn đang theo dõi câu chuyện Hắc Ám Tây Du hồi thứ 172, Thiên Thủy Bát Hào, được phát trực tiếp từ kênh Giải Trí Tổng Hợp. Các bạn đừng quên chia sẻ video này cho bạn bè và người thân nếu cảm thấy thú vị. Xin chào và hẹn gặp lại.